Em chào anh ạ. Chào em. Đối với một số khách hàng khi mà họ muốn xây tầng hầm thì họ rất là băn khoăn là vào mùa mưa như thế này thì làm cách nào để chống ngập cho tầng hầm? Thì chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú, là giám đốc công ty xây dựng Laco. Thì mình sẽ trả lời cho bạn. Thì cái tầng hầm á, đa số khi mọi người nghĩ tới cái xây dựng tầng hầm, nó là cái nơi mà để hầm để xe hoặc là để kho. Thì các bạn cần phải lưu ý là các cái vùng mà đất mà nó thấp á, các cái vùng đất mà dễ bị ngập nước á, thì các bạn không nên là tầng hầm. Bởi vì cái tầng hầm á, nếu mà cái mực nước bên ngoài mà nó còn cao hơn cái tầng hầm á, thì nước nó chắc chắn nó sẽ trào vào cái tầng hầm rồi. Thì các bạn cần phải lưu ý. Còn cái trường hợp nếu mà do cái điều kiện diện tích đất hoặc là điều kiện gì bắt buộc các bạn phải làm tầng hầm á, các bạn cần phải có một cái hệ thống các cái cửa để mà chắn nước nó vô. Thì các cái cửa đấy phải làm rất là kỹ, và các cái ron cao su để khi mà mưa các bạn phải đóng cái nắp hầm đấy lại để cho nước nó không có thể nó nhào vào trong đấy được. Và đặc biệt là đối với làm tầng hầm á, thì mình cần phải lưu ý là cái hệ thống mà thoát nước á, ở dưới tầng hầm á, nó cần phải đảm bảo cái tiêu chuẩn để khi mà nước nó mà trào vào tầng hầm á, thì cái máy bơm nó phải đủ cái công suất để nó bơm nước nó thổi ra ngoài để cái tầng hầm nó không có bị ngập nước. Thì các bạn biết rồi, cái tầng hầm khi các bạn để xe, các loại xe hoặc để kho hàng ở dưới đấy mà nước ngập vô là nó sẽ hư hết. Nên các bạn cần phải lưu ý cái vấn đề làm cái tầng hầm và chọn cái vùng đất nào làm tầng hầm cho nó hợp lý. Thì nhất là những cái vùng đất cao hoặc những vùng ít bị ngập nước thì các bạn làm tầng hầm rất là thoải mái. Dạ, từ những điều anh nói thì khách hàng nên quyết định là làm tầng bán hầm hay là tầng hầm chìm sẽ phù hợp hơn. Cái đấy thì cũng tùy thuộc vô cái diện tích và cũng cái quy định của nhà nước là cái khu đấy chiều cao được bao nhiêu. Thì để mình tính toán cái vấn đề mà diện tích sàn đó, thì mình sẽ lựa chọn cái bán hầm hoặc là cái tầng hầm để cho nó phù hợp với cái điều kiện sử dụng của mình. Dạ. Như vậy thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình thì khu vực nào có địa chất phù hợp làm tầng hầm? Cái khu vực mà có địa chất để phù hợp làm tầng hầm thì thứ nhất là các cái vùng đất mà đất cao. Ví dụ như là cái khu vực như là ở quận 3, ở Tân Bình. Rồi thì thực tế thì khu vực nào cũng làm được. Mỗi quận thì nó đều có những cái vùng đất cao. Thì những cái vùng đất thấp là những cái vùng mà cái vùng mới san lấp hoặc những cái vùng trũng dễ bị ngập. Các bạn không biết là cứ mùa mưa tới là những cái khu vực mà dễ bị ngập nước, như là một số khu vực ở bên Thủ Đức, một số khu vực quận 9, quận 2, quận 7 là những cái khu vực mà mỗi lần mưa là bị ngập nước ấy. Thì khu vực đấy bạn làm tầng hầm bạn nên cân nhắc phải coi cái vị trí địa lý ở đấy nó có hay bị ngập hay không. Bởi vì cái tầng hầm khi mà nó bị ngập nước ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề mà hư hại các cái xe cộ ở bên dưới tầng hầm hoặc là các cái đồ đạc ở bên dưới mình cắt dưới đó. Đó. Dạ. Vậy dựa trên những yếu tố đó thì mình quyết định nên làm tầng hầm hay là tầng hầm chìm hay là tầng bán hầm? Thì thực tế là tầng hầm chìm hay bán hầm thì nó cũng đều thấp hơn so với mặt đường. Đó. Cái tầng bán hầm thì nó sẽ tính từ cái cốt nền lên khoảng từ 1m2 đến 1m4. Còn cái hầm luôn á, thì nó sẽ tính từ cái cốt nền đường âm xuống bên dưới luôn. Đó. Phụ thuộc vào cái thiết kế và phụ thuộc vào cái diện tích đất và đường giao thông thì bên thiết kế người ta sẽ quyết định làm cái nào để cho nó tối ưu chi phí cũng như là thuận tiện trong cái vấn đề mà sử dụng. Vậy theo anh Tú là khi mà mình xây dựng tầng hầm thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất? Thì khi xây dựng tầng hầm thì yếu tố thứ nhất là các bạn phải quyết định là cái tầng hầm đấy nó có cần thiết hay không. Là thường thì cái tầng hầm người ta dùng để xe hoặc là để đồ, để nhà kho ở dưới đấy để nó tiết kiệm cái diện tích cho cái không gian bên trên. Đó, cái thứ hai là mình phải quyết định là cái khu vực đó nó có bị ngập nước hay không. Nếu mà ngập nước thì các bạn cần cân nhắc, bởi vì nó nếu mà mình làm các biện pháp mà chống ngập nó không tốt. Thứ nhất là các cái tầng hầm mình làm các cái cửa mà chắn nước không tốt. Thứ hai là hệ thống thoát nước không tốt thì nó rất là dễ bị ngập và nó hư hại đồ. Thì lúc đấy thì cái tầng hầm nó không còn cái tác dụng nữa. Xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn về những chia sẻ của anh ngày hôm nay. Chào em. Chào các bạn.